Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khái niệm tiền công đức là gì? Ngày 1 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài Nhân chuyện Chùa Ba Vàng bàn về tiền công đức đóng vào đền chùa ở Việt Nam của tác giả Song May. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam yêu cầu tỉnh Quảng Ninh báo cáo số tiền công đức năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 Kết quả Bộ Tài chính nhận được báo cáo của 221 trên 450 di tích lịch sử văn hóa thuộc diện cần kiểm tra, chỉ chiếm 47%. Trong số các đền chùa chưa có báo cáo về tiền công đức, có chùa Ba Vàng, một di tích cấp tỉnh được đánh giá là có số tiền thu công đức rất tốt. Từ báo cáo này đã nảy sinh những tranh cãi về tiền công đức giữa Thế quyền Hà Nội và Thần quyền Quảng Ninh thể hiện qua câu chuyện chùa Ba Vàng ở Uông Bí, hình ảnh bài trên BBC. Tác giả cho biết trả lời báo chí Việt Nam, sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh khẳng định thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là không đúng sự thật. Không có yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức thì cơ sở đâu mà cho rằng chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức. Sau khi nhận được văn bản thứ hai của thành phố Uông Bí yêu cầu báo cáo tiền công đức ngày 28 tháng 7, sư thích trúc thái minh mới gửi báo cáo thu chi tiền công đức cho chính quyền. Thời gian báo cáo chỉ hơn một tháng, từ 19 tháng 3 đến 30 tháng 4, chứ không phải là cả năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 như yêu cầu. Trong báo cáo cần đối thu chi của chùa không thiếu đồng nào đều là 4,1 tỷ chứ không bội chi như ngân sách trung ương. Tác giả tính ra trung bình một ngày chùa Ba Vàng nhận được 100 triệu đồng tiền công đức. Ngoài ra sư Thái Minh, viện dẫn công văn của Bộ Tài chính, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để khẳng định ông chỉ báo cáo số tiền thu công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức tài trợ cho tôn giáo và cho nhà tu hành thì đó là vấn đề nội bộ của giáo hội Phật giáo nên không kê khai tác giả nhận xét phải nói là về khoản này sư nói đúng trước đó ban quản lý di tích chùa yên tử cũng biện minh là số tiền công đức thấp vì họ không thể ghi nhận số tiền công đức dân cúng trên bàn thờ phật và dân cúng cho nhà tu hành theo tuổi trẻ ngày 23 tháng 7 tác giả nêu quan điểm đây là tranh cãi khái niệm tiền công đức là gì nếu Bộ Tài chính không giải thích rõ ràng khái niệm tiền công đức cho di tích bao gồm những gì thì tiền vào đền chùa ở 63 tỉnh thành chắc chắn còn đầy câu hỏi. Hình ảnh một khóa tu tập tại chùa Ba Vàng. Mặt khác, theo tác giả nhìn vào báo cáo số chi công khai của chùa Ba Vàng, hai khoản chi lớn nhất là dành cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Trong đó, chùa Ba Vàng đóng góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2,6 tỷ đồng để ủng hộ chương trình xây nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên và mổ mắt cho người nghèo ở tỉnh Tuyên Quang, đóng góp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí 800 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình Xóa nhà tạm dột nát. Như vậy, tác giả bình luận, tiền từ chùa lại chạy về bộ máy, thậm chí góp vào ngân sách thành phố, nên dễ hiểu là chùa củng cố được mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền. Tác giả dẫn ý kiến của cư sĩ Thiện Tri Thức tại Sài Gòn nhận định, việc nhà nước quy định minh bạch thu chi tiền công đức là rất đúng. Vì để như xưa nay các di tích dành làm thắng cảnh đền chùa thu được bao nhiêu không ai biết Chỉ thế nào cũng chẳng ai hay sẽ dấy lên sự nghi ngờ về đạo đức của các nhà tu hành Cư sĩ nêu quan điểm tiền công đức mà Phật tử để lại trong các đền chùa Cũng giống như các con chiên của đạo công giáo góp tiền để duy trì hoạt động của nhà thờ Và giúp cho các linh mục có thể chuyên tâm vào việc tu hành và truyền đạo Cư sĩ thiện tri thức cho rằng nếu không cần tu sửa đền chùa, các sư thầy có thể dùng tiền công đức để giúp ích cho xã hội như làm từ thiện, nhưng phải dùng cho những đối tượng, nghĩa là nhà chùa phải biết rõ những người nhận tiền là ai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin khái niệm tiền công đức là gì? Đám cò ăn đêm, thành thói trong hệ thống công quyền Ngày 1 tháng 8 trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài Bố nào cũng nói phạm tội lần đầu chỉ có chó mới tình. Tác giả dẫn câu ca dao: "Cái cò mày đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao." Và cho rằng câu này có hàm ý, cái cò ấy phải ăn đêm nhiều lần lắm mới rơi vào cạm bẫy. Hình ảnh status trên Facebook của thầy giáo Chu Mộng Long. Tác giả phân tích cành mềm là một thứ bẫy mà dân quê thường dùng để bắt cò. Ông bắt cò đồng thời cũng là tòa xử cò. Còn cái cò là bị cáo cũng không ngẫu nhiên mà cái cò kêu than ông ơi ông vớt tôi nào tôi có lòng nào ông hãy sáo măng có sáo thì sáo nước trong đừng sáo nước đục đau lòng cò con cái lòng nào ấy là thứ mà cò vừa đớp và táp vào bụng ông tòa muốn cò khắc phục hậu quả thì cò hiến cả bộ lòng còn những thứ mà cò đã từng đớp và táp trước đó còn cất giấu trong nhà hay đã biến thành nhà đất ông hãy bỏ qua đừng truy cứu cái nghĩa sáu nước trong là hãy xử cho cò mắc tội lần đầu, còn trước đó thì coi như cò lương thiện trong veo. Nếu truy cứu, tịch biên hết gia sản thì coi như sáu nước đục vào cả đời cò và nhục lây đến con cháu. Cái nghĩa hy sinh đời bố cũng cố đời con là vậy. Tác giả bật cười khi một số bị can trong vụ chuyến bay giải cứu đã xin tòa giảm án, lại còn xin trả lại một phần gia sản đã kê biên. Sự thật tác giả nhấn mạnh vụ án không có án tử hình nào, tức là không ai bị sáu măng. Dù luật hình sự quy định chỉ nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng, thì đã ở mức chung thân hoặc tử hình. Có nghĩa là cái cò chỉ vào lòng nghỉ mát rồi ra khỏi lòng, hưởng thụ hàng trăm tỷ phần gia sản mà anh ta ăn đêm vô số lần. Kết cục, bố chẳng cần hy sinh gì, ăn ba đời con cháu nhà cò vẫn chưa hết của. Tác giả khẳng định các bố chỉ có thể ăn đêm nhiều lần thành thói quen tự động thì mới dám đớp và táp luôn trong lúc đất nước dịch bệnh, nhân dân khốn khổ, nói phạm tội lần đầu chỉ có chó mới tình. Hình ảnh báo chí thống kê những trường hợp thoát án tử do nộp tiền khắc phục hậu quả. Tác giả biết tòa bên ngoài là lý, bên trong là tình, tình giai cấp, tình đồng chí. Ngôn ngữ cửa miệng là tính nhân văn, khó kề biên và tịch thu hết tài sản của bị can nếu chỉ thuần lý, tức là mặt sắc đen xì như bao công mà xử, thì không khó tác giả nêu bốn luận điểm để bảo vệ quan điểm của mình. Thứ nhất, bố nào nói phạm tội lần đầu thì hãy trả lời số tiền vàng mà các bố sở hữu lớn hơn so với số tiền vừa nhận hối lộ và đã khắc phục hậu quả có nguồn gốc từ đâu. Thứ hai, nếu các bố cho đó là số tiền thu nhập chính đáng từ lương thì đối chiếu với bản kê khai tài sản hàng năm để vấn tội. Thứ ba, nếu các bố cho đó là tiền buôn chổi đó, chạy xe ôm, nuôi heo thối móng tay, thì trong toàn bộ thời gian đương chức, các bố chỉ có thể đã bỏ giờ hành chính để làm việc riêng. Bỏ giờ hành chính cũng đã là tham nhũng giờ giấc. Bất luận là làm nghề gì với thu nhập cao như vậy, ác là còn bị truy thuế thu nhập và mắc thêm tội trốn thuế. Thứ tư, nếu các bố cho biết đó là tiền vàng thừa kế của cha mẹ ông bà, thì truy luôn tội khai mang lý lịch, bởi lý lịch của các bố không phải địa chủ hay tư sản, mà phải là ba đời ở đợ hay bần cố nông thì mới được kết nạp đảng, mới được vào ngành công an hay ngồi các ghế trọng yếu. Tác giả cho biết ông chỉ là viên chức quen mà hàng năm đều phải kê khai tài sản đến mệt mỏi. Lẽ nào bản kê khai mất thời gian và loạn não ấy không phát huy tác dụng? Kê khai tài sản chỉ là hành các viên chức trong sạch thôi sao? Trong khi những vụ án này là cơ hội để biến bản kê khai tài sản hàng năm thành căn cứ buộc tội đám cò ăn đêm trong hệ thống công quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d chấm với bản tin Đám cò ăn đêm thành thói trong hệ thống công quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề